Hello, chào mọi người, lại là Báo Vinh đây. Hiện tại đang là 4 giờ 4 phút ngày 30 tháng 8 2023 và đây là số tiền quyên góp Vinh đã nhận được đây này. Có thể với nhiều người số tiền này không hề nhiều, nhưng với Vinh đây số tiền cực kỳ to lớn và ý nghĩa, bởi vì đây là toàn bộ tình yêu thương mà các bạn khán giả đã dành tặng cho Vinh, cũng như là sự kỳ vọng mọi người dành cho dự án Thẩm Phán Học Đường. Thế nên là Vinh rất hy vọng Vinh có thể hoàn thành được kinh phí sản xuất, đó chính là 30.000 đô la Mỹ để có thể ấn định ngày quay hình là từ ngày 21 tháng 11 2023 và có thể khởi chiếu vào đầu tháng 1 2024. Toàn bộ thông tin donation thì Vinh sẽ đặt ở đây. Ngoài ra thì Vinh sẽ để ở phần mô tả cũng như là ghi ở phần bình luận. Mong rằng là mọi người sẽ thông cảm và hiểu cho Vinh cũng như Oha Production. Cảm ơn mọi người. Bye bye.